cái bộ ấm trà mà bên xưởng Nghiêm Lan được sản xuất từ thân cây dừa hay còn gọi là gỗ dừa của tỉnh Bến Tre. Và những cái mẫu ngày hôm nay em đang giới thiệu đến khách hàng là những cái mẫu khá là đẹp mắt. Mẫu đầu tiên em đang giới thiệu là mẫu ấm trà hình hoa mai. Đây, bởi vì cái dĩa của nó là giống như là một cái bông mai cho nên là bên em đang gọi là bộ ấm trà hình bông mai. Một dĩa bao, một bộ bao gồm là 6 cái ly nhỏ như thế này và một cái khay. Nhìn rất là đẹp mắt, mình có thể mua về để mình làm những cái món quà lưu niệm tặng cho người thân hoặc là trưng bày trong gia đình của mình. Bởi vì em Lan á, không khuyến khích mọi người mua về để châm trà, uống trà. Bởi vì bên trong cái lồng của cái ấm này bên em Lan làm khá là nhỏ, mình châm không có được bao nhiêu nước. Cho nên là em Lan chỉ hướng dẫn mọi người là mua để làm quà lưu niệm hoặc là mình trưng bày trong nhà của mình thì nhìn sẽ là đẹp mắt hơn. Còn nếu như quý khách nào muốn mua về để mình châm nước uống trà thì cái lượng nước châm vào trong đây khá là nhỏ, cho nên mọi người cân nhắc kỹ trước khi mua về để mình châm trà uống. Và cái bộ tiếp theo em Lan muốn giới thiệu là một cái bộ ấm hình chiếc lá. Đây là cái ấm của bộ ấm hình chiếc lá. Bởi vì sao? Bởi vì cái dĩa của nó là giống như là một cái chiếc lá, nhìn rất là đẹp mắt và công phu, bên Lan làm rất là tỉ mỉ. Lúc nào cũng vậy, bao gồm một cái ấm và 6 cái ly nhỏ. Đây được gọi là bộ ấm trà hình chiếc lá. Và một cái bộ ấm trà tiếp theo. Bộ này thì nhìn nó rất là chắc chắn. Cái ly nó là mình sử dụng uống trà là thoải mái luôn. Bao gồm 6 cái ly nhỏ như thế này và một cái khay. Đây là cái ấm trà của nó, nhìn rất là đẹp mắt. Cái khay thì hình chữ nhật, có 4 cái đế như thế này. Bởi vì bên trong lòng á là em Lan làm khá là nhỏ, cho nên là mọi người cân nhắc khi mua về để mình châm trà uống vì cái lượng nước châm vào trong đây sẽ rất là ít. Bộ này nhìn rất là đẹp ha cả nhà. Và em Lan giới thiệu một cái bộ tiếp theo. Đây là cái bộ đựng rượu. Một bộ như thế này là bao gồm 6 cái ly rượu, ly champagne, ly rượu nhỏ như thế này. Và cái nhạo đựng rượu nhìn rất là đẹp mắt. Em Lan đưa gần cho mọi người xem. Toàn bộ đều được sản xuất từ gỗ dừa, thân cây dừa. Nhìn rất là đẹp mắt và bắt mắt. Quý khách hàng có nhu cầu lấy những cái bộ sản phẩm được sản xuất từ thân cây dừa như là những cái bộ ấm trà hay là giỏ bình rượu á thì liên hệ với cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Xuân Lan. Bên em đang chuyên cung cấp sỉ và lẻ tất cả các mặt hàng được sản xuất từ thân cây dừa. Rất hân hạnh được phục vụ tất cả các quý khách hàng ở gần xa. Thì cứ an tâm. Gỗ dừa thì chọn lọc từ những gốc dừa rất là già để tạo nên những cái sản phẩm như thế này. Cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Xuân Lan rất hân hạnh được phục vụ tất cả các quý khách hàng ở gần xa.